Rồi, xin chào đón quý vị và các bạn ở một video nữa tại nhà bạn Trần Tiến tại Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng. Đây các bạn thấy, nhìn thấy đây là một cây xanh đang giống như một cây xanh dáng làng, như nàng công chúa, đẹp phết đấy nhỉ. Bây giờ thì cần phải chắt chiu lại những cái đường nét chính các bạn. Cái mảng này thì tất cả cái mảng này chắc là tôi sẽ bỏ đi rồi, cái mảng này. Và đây là những cái rễ, nó dài từ rễ mà đi từ trên xuống dưới thì nó không đẹp các bạn. Thứ nhất là nó dài, nó đơ. Rễ nó chỉ cần chống một vài cái điểm của cái tay thôi thì còn được, rễ mà đi như này sau này các bạn biết là nó sẽ bị xù đầu. Nó sẽ bị xù đầu, và hai nữa là cái cốt chính của chúng ta chơi nó không hóa ra được, bởi vì tất cả những cái dưỡng chất này nó đi tắt qua con đường tắt rồi. Nên là cái ống chính này không được cung cấp qua nên là ông ấy không hóa ra được. Nên do đó thì bây giờ các bạn biết chơi cây là người ta cần cái cốt nó hóa biến đi và nó xù xì ra thì cần phải được thanh lọc. Để xem cục phấn. Bập bùng. Đây là cái rễ từ trên xuống các bạn. Và thậm chí nó còn to hơn cả cái cành cốt nữa. Nên do đó thì chúng ta phải bỏ đi. Thế thôi, thế là hỗ trợ rồi. Ông cứ nói cây này dưới 100 tuổi là đúng. Bỏ hết cái mảng đi các bạn. Bỏ hết cái mảng đi. Chúng ta chỉ lấy một cái đốt tay truyền này thôi. Đây, tạm đến đây. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục bước lọc bước tiếp. Những cái rễ này các bạn thấy nó to hơn cả cành, nó to hơn cả cái đường chạy. Nên cần loại bỏ hết. Đầu về nhìn cái mặt này nó đẹp hơn, cắt đi cái mặt kia nó là mặt chính rồi. Mặt kia này hơn.
Tắt công tắc đây. Đấy, cho cái này đi ạ. Tháo tiếp cái đôi này nè. Vứt này. Chiếc này để sau, nếu mà dùng thì làm dâu. Kéo các tháo này. Được sốt là mua cái này à? Xong bắt đầu là... Đấy, cái đầu phần thứ hai. Từ từ đang tính. Vứt thì là vứt rồi nhưng mà đang xem có ghép dưới không. Cái đấy sau bỏ là để lại cái bầu để chỗ đứng thôi, sau bỏ cái đấy. Đây cá nấu cái bên này. Nốt cái này ra, mấy cái này nữa thì tính. Thank you.
cắt cái rễ bên này, cứ để nguyên nó bám vào thân đấy. Hôm nay cắt cái trên để khoảng cắt bằng cái... rồi. Rồi từ từ để khênh xuống để ghép. Đất rồi còn gì nữa. Rồi để khênh sang bên này em ơi. Khênh đặt chân anh Nguyên này này. Khéo khéo. Nặng đấy. Để chân bầu ấy. Đứng cho đất. Để chân bầu để ướm. Đấy vào cái chỗ hổng ấy. Cho lùi vào nữa đi. Chỗ này mà không bị ấy là hoại tử là ghép cũng hay đấy chứ không. Mấy tiếng rồi lặn tèo. Cái gốc anh chứ. Cái đấy thô á. Đâu cái gốc kia mà. Gốc trước kia mà. Giống của nó rồi. Đó không nó cùng một loại xanh. Hai nhà cùng nhau đấy. Đâu? Đánh đây em đang làm đâu cái gốc này. Sau khi cắt giảm chiều cao rồi thì các bạn thấy là cái phía bên tay trái này nó vẫn còn bị thiếu so với cái phía bên phải màn hình. Do đó thì tôi sẽ ghép, đang tính toán để ghép cái này vào đây. Tính toán. Cái mảng này, cái mảng này. Đây, lấy cái cưa máy là chỗ này đi. Cắt vậy đấy đi. Cứ là chỗ này một xíu đi, xong là dựng vào xem nó như nào. Là nữa. À. Bây giờ tính cho cái này nó sát vào đây, nó vướng cái gì xử lý cái đấy. Cần thì phải chém góc này đi. Để cái này nó dính sát vào đây. Đây. Rồi, chỗ đấy còn kích một tí ở sau này. Mấy cái chỗ này bây giờ khả năng mình sẽ chém này đi. Bên kia đấy. Sao bên chân bên kia nó có bị kích không? Đây, chân của cái này này. Kích đúng không? Đây này. Đây, bây giờ chém thẳng bên đây. Kích chỗ nào chém chỗ đấy. Làm thế nào ốp sát vào là được. Là ok. Nó sẽ được cân bể. Đây chỗ này cũng kích, chỗ này xử lý luôn cái này đi cho nó đỡ ấy này. Lắp ghép. Còn nào? Đâu? Đây à? Ờ, có một cái hồi đấy chứ. Thằng này bắt đầu nó lại ra đây đấy chứ. Cốt như này là đẹp rồi.
nó tàn rồi đó. Để đây sang bác nó bên này. Đấy cứ bác về đi. Cứ đang nâng ấy để cho anh mày cứ thế này. Rồi các bạn cùng chiêm ngưỡng lại cái hình ảnh lúc chưa cắt. Và bây giờ thì chúng ta cùng trở lại sau khi được cắt và điều chỉnh xem nó như thế nào. Rồi các bạn thấy sau khi cắt rụt rịt, ôi xin lỗi, và chuyển đổi cho nó lùn, vâng, như các bạn biết là lúc này là đi cũng trời cũng đã tối rồi, nó cũng còn một số chi tiết nhưng mà có thể là lần hai chúng ta bổ sung được. Cái nội dung chính của nó thì các bạn thấy là nó cũng giống như một cây ba vai. À, đây là một cái mảng vai 1, đây là một cái mảng vai 2, và đây là một cái mảng vai 3 cho cái lên cả ngọn chủ, và đây là cái điểm nghệ thuật. Thì nó sẽ cho chúng ta ấm cây hơn. Đây là cái mảng này thì tiến sự phải lắp ráp các bạn nhé, lắp ráp. Thì bây giờ để bảo vệ chúng ta, một là ủ cát sơ dừa, phía trên thì chúng ta chùm ni lông không được để nước vào các bạn nhé. Trên thì nó vẫn có nắng thì chúng ta căng lưới bảo vệ, giảm nhiệt độ, giảm độ nóng, nhưng lại căng lưới để căng ni lông để tạo độ ẩm. Bây giờ thì các bạn thấy là nó khoảng mét tư, mét rưỡi thôi. Khoảng gì đó. Bóng rộng, lùn đẹp. Rồi. Rất là đầm lùn. Rồi, xin mời Trần Tiến. Trần Tiến cho nó máu. Anh lên, tối rồi. Nào, xin mời vào đây. Nhanh lên. Rồi, quý vị và các bạn hãy cùng gặp chủ nhân Trần Tiến sau khi mà từ những cái nhát cắt mà bây giờ thì nó trở thành một cây ba vai đầm lùn. Xin mời. Rồi, một câu, hai câu cũng được. Vào đây. Đấy, đang quay rồi. Nào. Uống một lìa cốc bia vào là bốc ngay, có gì đâu. Rồi. Xấu hổ lấy dầu mà che, lấy vợ sướng thế còn e cái gì nữa. Vào đây cho nào. Cây đẹp rồi, bây giờ bạn ngắn gọn được. Rồi cho tối rồi. Bây giờ bạn có một cây ba vai đầm lùn, nó chỉ mét rưỡi thôi. Sau này lên chậu chơi cực đẹp, nhưng vấn đề bây giờ là bảo vệ thôi. Và bạn có cảm nhận gì khi mà tiến sự tạo táng như thế này không ạ? Các anh tạo tác cái dáng rất là đẹp. Em rất ưng ý chỗ là các anh ghép được cái vai này cho nó ấm, cho vai cho nó ấm lên. Mà em nhìn ra là rất là đẹp luôn, bonsai. Ok. Thôi, chúc cho bạn 8X có ra được trẻ còn chinh phục được nhiều và thành công nhá. Bây giờ là cách chăm sóc thì cứ theo hướng dẫn của tiến sự. Đúng, chăm sóc theo hướng dẫn là ok. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhà bạn Trần Tiến tại xã Lê Lợi, An Dương, thành phố Hải Phòng thân yêu. Tiến sự cũng xin kết thúc vào đây, do trời nó cũng tối rồi. Tiến sự cũng cố gắng để tạo tác, nó còn một số những cái điểm chi tiết nhỏ nữa, nhưng mà có thể lần 2 thì nó sẽ đẹp hơn. Lần 1 thì các bạn thấy nó khác biệt so với lại bước ban đầu rồi. Tiến sự xin kết thúc và cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin thân ái tạm biệt, hẹn gặp lại trong một video sau. Đẹp quá.
sụn.